em nha. Đóng tại sao? Của sổ này mình làm được. Giờ là hỏi tờ tài nhà ta nha. Có đứng với được tài đó. Cảm ơn nha. Quá nguy hiểm, không biết có ngã đổ cây gì không. Con thấy không, mấy cái người chạy xe ở dưới á, mấy người chạy xe dưới họ loạn choạng luôn kìa, chạy được nữa kìa, họ phải dừng lại luôn, con thấy không, họ đổ quá mạnh luôn. Đâu, lúc trời mưa như vậy ấy, mà gió đang dông gió thế này nè, gió này là gió giật đó con, giống như chị có thể biết hay nghe là gió giật cấp 6, cấp 7, cấp 10, cấp 11, 12 gì đó, ba nghĩ đây cũng là gió giật á, nhưng cũng biết cấp mấy thôi mà nhiều quá, gió là mầm luôn. Nhìn ở phía xa xa, ô mưa tạt cho nhà mình luôn rồi nè. Đó, bây giờ ba nghĩ sợ lắm, lát có thể là nhà nào bị tốc mái luôn á. Gió mạnh quá. Là mái tôn á, nó bị gió nó giật như kiểu này nè, nó giật văng mái tôn luôn. Đúng rồi, năm hồi năm. Đúng rồi, chỗ này nè, hồi trước là cách đây 1-2 năm á, là mưa mà xong là gió nó giật ra, nó tháo hết. Giờ tội nghiệp mấy người mà giờ này vẫn còn phải đang chạy ngoài đường rồi ha. Nó tội nghiệp luôn. Trời quá lớn quá, trời quá lớn. Nhưng mà lạ là có biết không? Trong cơn mưa này mình không có nhìn thấy sấm sét. Đó, bình thường mà giông gió vậy sẽ có sấm sét, nhưng mà lại cơn mưa này mình không thấy có sấm sét. Đúng, có khi không có mưa cũng có sấm sét. Rồi qua rồi, mình cái tâm cơn giông nó đi qua mình rồi. Đó, hồi nãy ở bên này là giông nó kéo tới tối, bây giờ cái sáng trở lại, khi cơn giông đi qua nó sáng này, nhưng bắt đầu cơn giông nó di chuyển qua bên phải của con nè. Đó, mà quay mới quay lại nè, thấy không? Đó, tối mưa tối mịt luôn hướng đó luôn. Nhưng mà phía bên này vẫn sáng nè, con thấy không? Tức là trời vẫn còn sáng, nhưng mà do cơn giông á, cái đám mây đen á, nó bay mưa nó bay qua bên này nè. Nè, con nhìn cái đám mây này nè, giống như là nó đang ở gần cái chung cư mình luôn, thấy không? Con thấy không? Nó bay ngang chung cư mình luôn á. Cái mặt trời á ba. Ừ. Nó sáng xuống nó mồi á. Nó dần lên. Không phải nó bị trời mưa như thế này à. Đó, cái đám mây nó bay trên đỉnh cái chung cư mình luôn, mình có thấy không? Cái đám mây nó thấp phải không? Thấy không? Thấy không? Đó, đám mây nó gần mình lắm rồi đó. Có thấy không, đúng không? Dạ. Kìa, trên cái máy chung cư đó. Bay trong những thấp thì ba ơi. Ừ, đó, nó bay thấp trên ngọn chung cư bên kìa. Dòng lúc giờ nó kéo qua khu vực này là khu vực quận 4, quận 7 rồi nè, quận 2, kéo qua bên đó, Thủ Đức rồi đó. Rồi, dòng đi qua khỏi khu vực quận 10, quận 8 rồi.
đó giờ bà mới thấy nhìn thấy được một cơn giống đi á. Hết giống rồi. Đâu có tạc đâu. Đó. Giống ở trên Đà Lạt không? À, đúng, ở trên Đà Lạt mình sẽ thấy là mây nó bay ngang 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 người mình luôn á. Nhưng cái đám mây này nó bay gần cái chung cư, có nghĩa là nó rất là gần mặt đất á, nó cách khoảng mấy chục mét thôi đó. Nó rất là dễ bị mưa, thôi nước nó xuống á. Hồi nãy có mẹ, mẹ ngông như nè. Lắc xe mẹ. Ôi, có khi nào nó ngã xe không?